Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn máy mài dao Tomet T2. Thì máy này được nhập từ Thụy Điển. Đây. Máy rất nhỏ gọn, nhìn cũng đẹp lắm. Có thể điển các bạn, điển nè, thì bây giờ mình sẽ khui hộp ra xem bên trong bao gồm những gì. Đây, trước tiên là những cái chứng từ giấy tờ kèm theo máy. Đây là catalog. Thì catalog thì máy nào cũng có hết. Mình để qua một bên. Tiếp theo sẽ có cái miếng này. Miếng này là miếng gì đây? Mình để anh Thảo cho xem luôn. À, đây là miếng băng keo cá nhân. Đây là hộp, bên trong xem gì đây. À, trong hộp đây, đây là miếng kẹp dao điều chỉnh góc dao 10 độ nè, 15 độ, 20 độ nè, nhìn cũng đẹp á. Và đây là miếng 500. À, đây miếng nhám đây, thì trên đây có tặng kèm theo luôn nè. Đây là miếng nhám tặng kèm theo nè. Sau này miếng này nó mòn mình thay vô, nhìn chắc chắn đẹp. Rồi mình để một bên. Tiếp theo mình nói tới cái miếng này không có gì, là miếng giấy để kẹp cố định máy thôi chứ cũng không có gì. Rồi tiếp theo là tới cái máy. Cái này mình phải lấy đá ra trước. Mình phải định được đá thì mình sẽ khui luôn. Cục đá nhìn đẹp lắm các bạn. Ở đây là để mát 150 RPM, có nghĩa 150 vòng trên 1 phút nè. Đường kính của đá nè là 200 mm. Đây. Đá này được phủ kim cương công nghiệp. Đây, để mình view file này. Xong tiếp theo là cái máy. Rồi mình sẽ để cái hộp xuống. Đây, mình quay mặt này qua. Đây nè. Trên máy Tomet T2 Pro Kitchen Case Spinner.
Đây cái mũi tên có nghĩa là cục đá sẽ quay quay theo chiều mũi tên nha. Còn bên đây là miếng dùng để đánh bóng dao. Khi mình mài xong sẽ có ba giới á, quay mình sẽ đánh bóng dao. Và quan trọng này, vết chấm là hai chấu. Đây là nút ngồ, nút ngồ, nút nó mở nè, nút tắt nè. Đây nè, đây có hướng dẫn luôn nè, đánh bóng dao nè. Cái này sẽ quay thế này, quay thế. Còn cái này mình để gắn cục đá vô. Thì một lát mình sẽ gắn vô cho các bạn coi. Máy được thiết kế nhỏ gọn, có màu xám, để bằng nhựa nha. Nhẹ đó chứ. Cái này là thông số kỹ thuật nè. Cái này 220 đó, 240W, 120W. Đây 120 vòng trên 1 phút. Này mài khô. Thì đối với những một số dòng máy khác chức năng tương tự như vậy, nhưng mà phải có nước. Còn đây là mài khô luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cục đá vô luôn ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cục đá vô cho cái máy này hoàn thiện luôn. Và trước tiên đó, mình sẽ dặn cái này ra. Các nhà lưu ý các bạn, cái này sẽ dặn theo chiều kim đồng hồ mới lấy ra được nha. Cái nhựa này lấy ra. Rồi, cái mặt này ra ngoài nè, mặt kim loại ra ngoài nè, mặt nhựa nằm bên trong. Khi mà siết cái này vô, mình siết ngược chiều kim đồng hồ như vậy là xong phần đá. Bây giờ mình sẽ gắn miếng này dùng để kẹp dao và chỉnh góc dao. Đây có là 10 độ nè, 15 độ, 20 độ. Và đây là miếng 500 ít vô cái này để cho cái này dao sẽ bám vô. Lưu ý miếng này nghe, mình cũng coi được. Với lại cái lỗ đây, cái lỗ này sẽ vô đây nè. Đây mình gắn vô được nè. Đó, vô rồi đó. Xong mình chỉnh góc dao. Này góc dao nè, đó. Mình chỉnh góc phù hợp, mình sẽ gài lại. Chỉnh, thí dụ mình ở đây mình chỉnh 15 độ đi. 15 độ xong mình siết lại. Siết cho 15 độ này, cứng lại. Coi như máy này khá đơn giản trong quá trình lắp ráp sử dụng á, khá đơn giản. Khi mà mình mài á, mình đút dao ở đây, mình để xuống, mình kéo ra thì cái này sẽ quay nè, sẽ mài dao, mài bán dao. Bên đây một mặt, bên đây một mặt, coi như mài hai mặt. Để cho mình kim điện cho máy chạy luôn nha. Bây giờ mình sẽ bấm nút cho máy chạy.
Má cho em đó.